Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã ghé qua kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel này á, thì hãy nhớ nhấn cái nút màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì hôm nay á, em muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin rất là vui luôn, dành cho những bạn nào mà ở tiểu bang California. Thì cái này á, chỉ là cái thông tin ở tiểu bang California thôi. Còn nếu như mà những bạn nào mà ở tiểu bang khác á, thì cái việc mà em chia sẻ bây giờ đó sẽ không có áp dụng cho tiểu bang của các bạn, nhưng mà hy vọng là trong tương lai những cái tiểu bang khác á, người ta cũng sẽ bắt chước theo tiểu bang California để mà người ta có thể làm theo. Thì như các bạn cũng biết á, là ngày hôm qua, tức là thứ hai tháng 7 ngày 27 Tây đó, thì bên đảng Cộng Hòa người ta đã đưa ra một cái dự luật, nó gọi là Hughes Act đó, thì của bên đảng Cộng Hòa, để mà nó gọi là cái starting place đó, để mà cái điểm bắt đầu để mà có thể mang ra đàm phán với lại bên đảng Dân Chủ. Thì trong đó nó có một cái điều khoản về cái tiền thất nghiệp, tức là cái tiền unemployment insurance đó, tiền thất nghiệp của liên bang bây giờ 600 đô sẽ không có được gia hạn tiếp tục 600 đô nữa, mà bên đảng Cộng Hòa người ta muốn giảm xuống là 200 đô cho từ đây tới tháng 9, rồi hết tháng 9 qua tháng 10 đó, thì sẽ bằng 70% cái mức lương mà mình đi làm, tối đa là mình nhận được thêm 500 đô. Thì cái đó là của bên đảng Cộng Hòa người ta đưa ra, còn phải đi đàm phán nữa với lại bên đảng Dân Chủ thì mới biết cái con số chính xác. Nhưng mà những cái nhà lập pháp ở tiểu bang California đó thì người ta đã đưa ra một cái thông tin rất là vui luôn, tức là cái thông tin này, cái dự luật này của tiểu bang California là người ta đã chuẩn bị trước khi mà cái gói mà Hughes Act của bên đảng Cộng Hòa người ta đưa ra rồi. Tại vì từ trước tới giờ mỗi lần đảng Cộng Hòa, những cái nhà lập pháp bên đảng Cộng Hòa người ta lên người ta trả lời phỏng vấn á, thì hiếm có một cái thượng nghị sĩ nào của đảng Cộng Hòa mà người ta ủng hộ cái mà gia hạn tiếp cái 600 đô. Thì trước khi mà giống như là ngày hôm qua đó, thì bên tiểu bang California những cái nhà lập pháp á, người ta đã trả lời một cái tờ báo San Francisco News, cái này là local news của tiểu bang California thôi. Thì những cái nhà lập pháp á, người ta đã trả lời á, là bất kể là bên Congress, tức là trên quốc hội á, người ta gia hạn cái tiền thất nghiệp bao nhiêu thì tiểu bang California người ta sẽ bù vô cho người dân, để làm sao đó là ngoài cái tiền thất nghiệp mà unemployment insurance của tiểu bang đó, mỗi người dân ở tiểu bang California nếu mà thất nghiệp vẫn sẽ nhận được thêm một cái hỗ trợ 600 đô ngoài cái tiền thất nghiệp của tiểu bang. Ví dụ An nói ở đây á, là ngày hôm qua đi, bên đảng Cộng Hòa người ta đưa ra là người ta chỉ muốn hỗ trợ 200 đô mỗi một tuần cho tất cả những người nào mà vẫn còn đang thất nghiệp thôi, thì tiểu bang California người ta sẽ hỗ trợ thêm 400 đô nữa, là thành ra là 600 đô. Còn nếu như mà sau này khi mà bên Cộng Hòa và bên Dân Chủ người ta đàm phán được với nhau rồi á, người ta có một cái con số khác, ví dụ có thể là 300, 300 rưỡi đi, thì ví dụ như là 300 thì tiểu bang California người ta sẽ vẫn hỗ trợ thêm 300 cho mỗi một người dân. Nếu mà người ta vẫn thất nghiệp thì những cái người dân ở California sẽ vẫn nhận được thêm 600 đô mỗi một tuần ngoài cái tiền thất nghiệp của tiểu bang mà đang lãnh được bây giờ. Đó là cái điều mà những cái nhà lập pháp ở bên tiểu bang California người ta đã mong muốn và người ta sẽ thực hiện sau khi mà bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa người ta đưa ra cái con số cụ thể. Thì tại vì thứ nhất đó là tiểu bang California đó là một trong số những cái tiểu bang mà có đông dân nhất trên nước Mỹ, và cái nền kinh tế của tiểu bang California nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đối với lại kinh tế toàn nước Mỹ. Hình như em đọc trên một cái news đó, là kinh tế của tiểu bang California là đứng thứ 5 trên toàn thế giới luôn. Nên nó là ví dụ như mà không gia hạn thêm những cái tiền thất nghiệp này á, mà cái nền kinh tế của tiểu bang mà nó bị crash á, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới nền kinh tế, thứ nhất là của nước Mỹ nè, thứ hai là của toàn cầu. Với lại một cái nữa, như các bạn biết á, những cái chi phí của tiểu bang California nó rất là đắt đỏ luôn. Những cái thành phố lớn giống như là San Francisco nè, Los Angeles nè, thì những cái nơi này á, cái tiền thuê nhà, cái tiền average thuê nhà á, thì em chia sẻ rồi là đã là 1.100, 1.200 rồi. Thậm chí cái chỗ em ở là San Jose không phải là một cái thành phố quá lớn, nhưng mà nó lại nằm trong cái khu mà Silicon Valley á, cái giá nhà ở đây á, bây giờ thuê hay là mướn hay là muốn mua nhà cũng vậy, rất là mắc, rất là đắt đỏ luôn. Nên á, là những cái nhà lập pháp ở trên
của tiểu bang California, người ta vẫn muốn là khi mà cái tiểu bang đóng cửa, ngoài cái tiền thất nghiệp của tiểu bang nhận được á, thì người ta vẫn muốn hỗ trợ thêm cho người dân một cái số tiền nữa để đủ bằng giống như cái số tiền bây giờ mà trong cái gói CARES đưa ra, để mà giống như là người dân người ta có thể chi xài nè, người ta chi xài rồi á thì mới có được những cái income cho những cái business. Ví dụ như á là An rất là thích cái câu nói là income của người này á, expense của người này, tức là chi tiêu của người này sẽ là thu nhập của người khác. Nếu như mà một người người ta không xài á thì nguyên một cái circle của cái vòng kinh tế nó sẽ bị khựng lại và cái nền kinh tế nó sẽ giảm xuống luôn. Nên nó là bên California người ta rất là ủng hộ là sẽ cho thêm những cái người dân một cái khoản tiền thất nghiệp nữa. Đó, đó là một cái tin mà em nghĩ rất là vui dành cho những ai mà ở California. Còn những bạn mà ở tiểu bang khác á, thì các bạn cũng đừng có quá buồn. Thì hy vọng là khi mà cái tiền thất nghiệp mà nó được gia hạn thêm, khi mà Cộng hòa Dân chủ với lại Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái con số á, thì nếu như mà những cái tiểu bang nào mà có cái mức chi phí sống nó cao giống như California, thì cái tiểu bang đó người ta sẽ hỗ trợ thêm một phần nào đó để giúp đỡ mọi người dân. Và cũng hy vọng là những tiểu bang khác giống như là người ta đem California ra là một cái nơi để mà người ta noi theo, để mà người ta có thể làm theo nữa. Cái đó là cái thứ nhất. Cái tiếp theo mà em muốn chia sẻ với các bạn là cái tiền fee similar check 1.200. Thì ai cũng vậy thôi, tiền fee mà đương nhiên là mình cũng mong muốn là mình sẽ nhận được, đúng không các bạn? Và nhắc tới fee thì em cũng muốn remind, tức là nhắc nhở các bạn là nếu như những bạn nào mà muốn nhận được một cái fee stock của Robinhood thì em sẽ để cái đường link ở dưới cái comment đầu tiên, ở dưới phần comment của em. Thì các bạn có thể click vào cái đường link này, các bạn create cái account với lại bên Robinhood, rồi các bạn link cái bank account của mình vô thì các bạn sẽ nhận được một cái free stock. Thì cái free stock này có thể là Apple, hoặc có thể là Microsoft, hoặc cũng có thể là những cái stock khác có mấy đồng thôi. Tùy vô là mình hên xui, nhưng mà dù sao cái gì free á thì nó cũng tốt, đúng không? Và có nhiều cô chú hoặc là anh chị hỏi em á là tại vì thấy link cái bank account của mình vô cái Robinhood này nè thì sợ là scam. Nhưng mà em chắc chắn luôn á là không có scam, tại vì Robinhood á nó là một cái brokerage account rất là lớn luôn. Trong Robinhood á có mấy chục triệu người ta trade stock mỗi ngày ở trên đây, và bản thân của em cũng trade stock với lại Robinhood, thì em có thể đảm bảo với lại cái anh chị, cái cô chú là nếu mà mình có link cái bank account của mình vô, người ta cũng không có thể nào mà scam, hoặc là người ta cũng không có lấy tiền từ cái bank account của mình. Khi nào mình muốn, mình đồng ý thì mình mới chuyển tiền vô thôi. Còn nếu mà mình không muốn thì mình chỉ link cái bank account vô thì không có bị mất tiền gì hết. Và nếu như mà vì một cái lý do nào đó tự nhiên mình thấy mình bị mất tiền đi, lúc nào mình cũng có thể gọi lên customer service của bên Robinhood để mà người ta giải quyết cho mình. Hoặc là mình có thể gọi lên cái bank của mình để mà mình cancel cái transaction ở đây. Nên là mấy cô chú, mấy anh chị đừng có lo lắng về việc mà scam của Robinhood nha. Và cái tấm check 1.200 thì ngày hôm qua đã được Đảng Cộng Hòa người ta khẳng định lại một lần nữa. Thì tới thời điểm hiện tại là cái việc mà similar check 1.200 là được cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ủng hộ, thì gần như là 95% luôn á là sắp tới những cái người dân cũng bởi sẽ nhận được cái số tiền free này rồi. Nhưng mà cái mà bên hai đảng bây giờ người ta đang tranh cãi với nhau rất là nhiều á là về những cái người phụ thuộc. Tại vì bên Đảng Cộng Hòa người ta muốn là những cái người phụ thuộc á chỉ được $500 mỗi một người thôi, bất kể mọi lứa tuổi. Còn bên Đảng Dân Chủ á, thì người ta muốn mỗi một người phụ thuộc á, sẽ được 1.200 bất kể những cái lứa tuổi. Thì đây á, đang là một cái vấn đề mà Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa người ta đang bàn cãi rất là dữ dội. Và hy vọng á, là trong những cái ngày tiếp theo á, thì mình sẽ có được những cái con số chính thức. Và một cái nữa mà em muốn nhắc nhở là nếu như mà những ai mà nợ trial support trong năm trước á, thì đợt này á, sẽ không có bị trừ tiền trial support nữa. Hoặc là mình nợ những cái thẻ credit card á, thì những đợt trước á, là nó tự động vô cái bank account của mình, nó lấy cái tiền similar check của mình, nó trừ cho những cái đó trước, rồi nếu mà còn dư lại nó mới trả cho mình, còn không dư lại là mình sẽ không nhận được luôn. Thì lần này á, người ta muốn là tất cả mọi người dân Mỹ đều sẽ nhận được cái 1.200 hết. Nên á, là nếu mà mình có nợ trial support, hoặc là mình có thể nợ những cái credit card, hoặc là nợ
collection á, thì mình sẽ yên tâm là mình sẽ không bị trừ và mình sẽ nhận được cái 1.200 luôn. Một tin hơi bị buồn một chút xíu là những ai á mà bị ngồi trong tù á trong năm 2020 này nè, thì rất có nhiều khả năng là sẽ không có nhận được cái tấm similar check lần thứ hai này. Và những ai mà đã qua đời á, người ta cũng sẽ không nhận được cái tấm similar check này. Đợt trước á, có nhiều người á là người ta đã qua đời rồi mà người nhà của người ta vẫn nhận được những cái tấm similar check. Và đợt này á, người ta muốn chắc chắn á, là những người nào mà đã qua đời rồi á thì sẽ không có nhận được cái tấm similar check 1.200 này nữa. Và những ai á mà ví dụ như á, mình có vợ hoặc chồng nha, mình là quốc tịch Mỹ, mình lấy một cái người vợ hoặc một người chồng mà người vợ và người chồng của mình á chưa có số social mà chỉ có cái số TIN number thôi, tức là tax ID Identity number đó, thì sẽ giống như là đợt lần đầu tiên. Tức là nếu như mà mình là quốc tịch Mỹ, mình kết hôn với một người mà chỉ có cái TIN number thôi, thì cả cái người quốc tịch Mỹ lẫn cái người mà nhận cái TIN number này nè đều sẽ không được cái tấm similar check 1.200 đó. Nên là mấy bạn nào á mà mấy bạn nằm trong cái trường hợp này á, thì mấy bạn cần lưu ý á, là mấy bạn sẽ không có nhận được tấm check 1.200. Tại vì em thấy có nhiều bạn á, vô comment nói với em á, là tấm check mà 1.200 lần đầu tiên các bạn cũng chưa nhận được nữa. Thì em cũng đã khuyên các bạn nhiều lần rồi, nếu như mà các bạn chưa nhận được á, các bạn phải đọc kỹ lại coi là mình có là một trong số những cái trường hợp mà được nhận hay không. Có nhiều bạn tự nhiên nói với em là không nhận được, rồi hỏi ra mới biết á, là các bạn không có đủ điều kiện để mà nhận cái tấm check 1.200. Thì nếu mà các bạn đợi thì các bạn cũng sẽ không nhận được, các bạn hiểu không? Nên nó là các bạn phải hiểu rõ là mình có đủ điều kiện nếu mà mình nhận cái tấm check 1.200 đợt 1 hay không. Nếu mà mình đủ điều kiện á, thì hai trường hợp: một á, là gọi lên IS để hỏi; hai á, là đợi khi mà khai thuế cho năm 2020 này nè, mình nhờ người làm thuế người ta claim cái tiền 1.200 vô cho mình đó. Rồi các bạn nào á mà nhớ giùm An nha, ví dụ như ba mẹ lên một đứa con đó có thể đi làm, không đi làm, trên 17 tuổi, vô cái hồ sơ thuế đó, thì cái trường hợp đầu tiên, cái mà đợt similar check đầu tiên á, thì cái đứa con này nó sẽ không nhận được 1.200 là chắc chắn luôn, là tại vì nó đã bị claim là người dependent, người phụ thuộc trên cái hồ sơ thuế của ba mẹ rồi, nên là sẽ không nhận được 1.200 cho đợt đầu tiên. Còn hỏi An là có nhận được tiền cho đợt tiếp theo này không á, thì câu trả lời của An là sẽ có, nhưng mà nhận được 500 hay 1.200 á thì còn phải phụ thuộc vô đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, người ta đàm phán với nhau thì mình mới biết được cái con số chính xác. Đó là những cái cập nhật cũng như là những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà mấy bạn thấy thích á, thì cho An một like, share, subscribe kênh channel cho An nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube channel này của An. Bye bye.